Ayo, ayo, chào mọi người đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình là Zio Blockman. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi cái mini game trong Blockman Go bạn có tên là And Repeat nha mọi người. Thú cưng nổi giận nha, ok nha. Để coi, ủa sao hôm nay không có ai chơi hết trơn nha. Đâu để coi có ông nào vào chơi cùng mình không. Thì trong thời gian apply á, mình đã cậy level lên level 6 rồi bạn. Và ngày hôm nay chúng ta có thể chơi được cái ải mới đó. Đây, và bây giờ chúng ta có thể mua được những cái con Pokemon mới nha. Ngày hôm nay mình đang định mua một số con nó xịn xịn một tí bạn à, bằng những cái Gkupe mọi người. Mình đang định mua Blaziken nè, Blaziken phiên bản này hơi bị căng ấy, nhưng mà đắt quá. Trời ơi, đắt thực sự ấy các bạn. Nhưng mà nó quá là mạnh luôn ấy. Bây giờ để coi như nào có đã. Mình check qua đây xem có cái nào rẻ không nha các bạn. Mình thấy cái này rẻ nè các bạn ơi. À nhưng mà cái gói đó thì mua không được. Bây giờ chúng ta có thể mua một trong những cái con Mewtwo chẳng hạn. Ở mấy con Mew chẳng hạn. Con Mew này là tạo nên từ cái gì đây? Ồ, ba con này à, căng thế. Bắt buộc là phải mua những cái con này trước anh em ơi, những cái con khởi đầu ấy. Thì may ra mình mới tạo được, chắc mình sẽ mua mèo máy móc rồi. Gì? 100% cơ hội nhận được 4 đồng vàng mỗi lần tấn công. Hào quang chậm, giảm 25% tốc độ di chuyển của quái vật xung quanh. Ờ, à, tạm được chứ cũng chưa mạnh lắm. Con này gây ngộ độc nè, con này cũng khá là ngon nè anh em. 10% gây cơ hội sát thương chí mạng. Tạm thời chắc mình lấy con hệ ma này quá ta. Từ Charizard với con rùa mình mua được rồi, nhưng mà đang chờ mình mua con điện anh em à. Ồ, con này con gì đây? Con này là... Ồ, con này cũng ngon nè anh em ơi. Con Snorlax đúng không nhờ? Từ từ. Con này thì sao? Con này nó phải kết hợp với những cái con Mew các bạn à. À, huyền thoại thì huyền thoại chứ, nhưng mà mình phải mua những cái con này trước mới được. Thôi thêm bắt buộc phải mua những cái con này rồi. Ok, đầu tiên mình sẽ mua con mèo nha. Sau đó đến với cái con này. Hào quang tốc độ tấn công nè. Rồi ok. Sau đó mình đến với cái con Nightmare này đã ha. Rồi ok. Rồi let's go. Bây giờ mình sẽ đổ mấy thanh niên này vào chiến nha mọi người. Xong xuôi rồi đó, let's go. Không biết có ai vào chiến với tôi không đây. Ừ, ông nào đủ level mới được vào nha. Ê, chỉ có một ông thôi anh em à. Ờ, cái này level 6 mới được. Không biết tôi đánh lại cái quán này không nữa. Tại vì nó rất là căng các bạn. Chắc mình lại phải build Pikachu nó quá. Ừ, ba người hả? Ba người thấy cũng được rồi. Màn này phải level 6 mới được. Đấy, phải cày level cái kiểu rất là mệt mỏi các bạn à. Giờ phải cày lên level 8 nó mới cho mình đi tiếp cái màn kia. Ok, let's go thôi. Chiến thôi, chiến thôi. Map bãi biển các bạn ơi. Máu này khá là gần nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho những cái con tốc độ đánh trước nha mọi người. À đang đợi hả? Đang đợi một người nữa. Ủa thanh niên kia đâu rồi? Ok, 7 giây nữa bắt đầu nè. Quan này cũng xa mà lo gì. Ơi, mình để coi như nào nha. Rồi ok, let's go. Đầu tiên mình sẽ build mấy thằng tốc độ đánh ở giai đoạn đầu nó khá là mạnh á. Những ngày vừa qua mình cày apply thì mình cũng đã có kinh nghiệm tí tí các bạn. Để build tốc độ đánh trước cái đi. Rồi một lát mình build mấy con Pikachu sau. Lấy tốc độ đánh, tại vì giai đoạn đầu tụi nó yếu lắm. Ui, chiến với zombie à. Zombie anh em ơi. Oh my god. Coi đánh với zombie như nào đây. Ừ, zombie cũng yếu thôi. Không có gì phải đáng lo ngại anh em à. Giai đoạn đầu tụi nó yếu lắm, mình cứ farm mình lấy tiền anh em ơi. Rồi. Từ từ nâng cấp cho tụi nó cái, từ từ mới biến thành Pikachu sao. Cứ từ từ và bình tĩnh nha, không cần phải vội nha. Cho nó thành một cái con hệ lá siêu VIP một cái đã rồi tính tiếp. Đây rồi. À chưa thêm 3 con nữa mới đủ. Đang thiếu khá là nhiều. Con này anh em thấy rẻ vậy thôi chứ tốc độ đánh cái kiểu nó khá là ổn quá nha, đừng đùa. Cho nó biến thành cái con bự cái rồi mình mới bắt đầu ra Pikachu sao nha mọi người. Rồi, chuẩn bị ra Pikachu rồi đó. Tiến hóa cấp độ 3 con này nữa là đủ rồi nè. Let's go. Ok. Rồi, ra được một con to rồi đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu ra Pikachu nè. Làm chậm anh em ơi, làm chậm kết hợp với tốc độ đánh thì quá là ngon nghẻ luôn đó hả, đừng có đùa nha. Ê, con này thì bao mạnh rồi, mình hạ nó giờ 24 con này kìa, quá đỉnh. Hạ mấy thanh niên kia build ở đằng kia để hỗ trợ mình hay sao á. Này phải build Pikachu mới được, thiếu Pikachu là một sai lầm rất lớn nha, đừng đùa nha. Ở trong những cái ván mà mình chưa apply á, mình thiếu Pikachu khó đánh lắm anh em à. Ok, Pikachu. Ừ, để hai Pikachu ở gần hơi bậy nha. Phải để nó tầm sen kẻ để nó làm chậm mấy con kia nữa. Để coi ráng lên Raichu kẹp bóng đây. Thêm một con ở đây nữa. Rồi ok. Một con ở đây nữa là đẹp. Đấy, đứng ngay đây là đẹp rồi đó anh em. À đang hết tiền các bạn à. Hết tiền rồi, hết tiền rồi. Ui, sao mấy thanh niên kia biêu lửa không vậy? Thôi thử để mình chat lên mới được. Anh em mua Pikachu hết cho tôi. Không có Pikachu là toàn đấy. Toàn rồi, toàn rồi. Giờ này con Charizard là tới công chuyện luôn. Trời ơi, phải có một con rùa làm chậm thôi anh em ơi. Từ đã, ra Pikachu kẹp không đây. Rồi ok, phải có làm chậm rồi nè. Boss đầu tiên không biết đánh lại không nữa.
Cái màn này tới 25 ải lần nha anh em, rất là căng nha, đừng đùa. Không có Pikachu đánh không lại đâu. Rồi mấy thanh niên này không build luôn. Toan rồi, toan rồi, không có Pikachu là toan rồi. Kéo đam đi, kéo đam đi, đúng rồi. Cố lên, ừ, hai đứa cũng boss đầu rồi, cũng dễ phết. Cho con rùa làm chậm đây phát đã. Rồi cho con rùa lên level làm chậm các anh em ơi, ngay cái ngã ba này nè. Đấy, ok, ổn rồi đó. Build Pikachu thì mới ăn được. Không có làm chậm là hơi thiếu nha. Thiếu thốn đây. Ok, đắp thêm Pikachu bên đây nữa. Rồi, chuẩn rồi đó. Đó, 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 thiếu Pikachu nè, thấy không? Tụi nó sẽ đi rất là nhanh nha. Bên kia không biết có căng được hay không đây. Bây giờ mình bắt đầu thêm mấy thằng tốc độ vô nữa là được rồi đó các bạn. Trận chiến này càng ngày càng căng các bạn ơi, không đùa được đâu. Sợ lắm. Trời ơi, ít tiền của người ta một ván cho có 300 gì. 300 không đủ build đâu. Giờ mình sẽ build những cái con tốc độ đánh ở đây cái đã, cho nó hỗ trợ thêm một tí nữa. Ok nha, lên được con Nightmare này kìa, ngon rồi đó. Đúng không? God Nightmare các bạn. Bị thằng cái kiểu. Ok, let's go, ổn rồi đó. Rồi mấy màn này là mấy màn cày tiền các bạn ơi, ráng cày tiền thôi. Sau này mình còn mua những cái con cơ bản trước, rồi sau đó mình mới đến với những cái con huyền thoại nè mà. Số lượng Gekube này không biết là đủ để mà build không nữa nè. Chắc hơi khó đấy nha. Nếu mà các bạn ủng hộ series này thì đừng quên để lại một like nha mọi người. Mình thấy cái series này khá là hay với mọi người à, chơi rất là cuốn luôn. Đó, thì đừng tiếc gì một like nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Này, anh em cứ khi mà gặp tôi thì anh em nhớ cứ build Pikachu nha. Rồi ok, kéo đam được tới đâu hay tới đó anh em ơi. Hai chu có một con, hai con ở đây là cũng ổn rồi đó. Ủa thanh niên kia bán hết rồi hả? Phải. À thanh niên kia bán đem qua đây à. Ờ ok, hợp lý á. Tưởng đâu bán hết nghỉ chơi là toan luôn á. Đấy, nó phải như thế. Let's go. Cái ải này nó chỉ có một hàng để đặt thôi các bạn à. Khó hơn những cái ải mà đặt hai hàng ha. Đặt được hai hàng là tới công chuyện với mình rồi, nó lời hơn. Đúng là càng ngày càng khó nha, không biết đánh boss như nào nữa nè. Giờ cứ chơi mấy con tốc độ trước một cái rồi tính tiếp. Này thì ở đây hỗ trợ cái kiểu đầy đủ hết. Con rùa ở đây là ok rồi. Rồi ok nha, cứ Nightmare, God Nightmare thôi. God Nightmare thì có gây 5% sát thương cứ sau 0.5 giây. Đấy, cứ 0.5 giây là gây. Cơ hội chí mạng nữa kìa. Nhưng mà cơ hội chí mạng thì hên xui. Ok, có làm chậm, có điện làm chậm nè, có rùa làm chậm. Cũng đỡ đi ha, cũng đỡ được một tí. Tại vì hiện tại chúng ta đang thiếu khá là nhiều làm chậm. Chắc thêm một con rùa ở đây nữa quá. Mặc rùa thì nó quá đắt các bạn à. Nó tới 70 lần. Cái con cỏ mình đang dùng nó khá là hữu dụng tại vì nó rất là rẻ. Cái con gì đây? Skyther hả ta? Từ từ để mình build thêm Pikachu nữa nè em ơi. Sợ thế, sợ thế. Con Pikachu ở đây. Rồi, chuẩn bị boss ra, chuẩn bị boss ra. Nhanh lên, nhanh lên. Kẻ bóng đây. Ừ, vừa đủ tiền luôn, hên quá. Làm chậm thôi. Let's go. Ấy 10 rồi, còn 15 mãi nữa thôi. Đơn giản mà, đúng không? Trời ơi, quá là đơn giản. Cố lên, cho rồi. Con boss này không biết đánh nắm như nào nè. Một đứa rụng. Rồi, ok. Yes, sir. Thấy không? Có Pikachu là gánh hết. Ván này không có huyền thoại nè em ơi. Mấy ván trước toàn huyền thoại nè mà. Mấy ván trước toàn huyền thoại đỉnh đỉnh không à. Mấy lần mình chưa apply á. Ok, thêm một con Nightmare nữa. Ê, mấy thanh niên cho tiền mình cả bạn. Ok nha, cảm ơn nha. Team Pikachu làm chậm cái giai đoạn này ở đây nữa. Rồi, ổn rồi đó. Tạm ổn rồi đó anh em. Ê, thiếu. Thiếu một con ở đây. Rồi, ổn rồi đó. Giờ ráng build Raichu là ok. Làm chậm hết mức có thể nha. Mấy con kia hỗ trợ vậy là ok rồi. Thêm con hệ lửa ở đây nè. Rồi, ok nha. Thêm hai bé Pikachu ở đây nữa nha. Hết tiền luôn nha. Rồi, hết tiền luôn rồi. Ok, hai con này ở đây. À, vừa đủ rồi đúng không? Rồi, chuẩn bị lên Raichu nè. Raichu thì mình nghĩ là mình sẽ cho ở giai đoạn này nè. Và một đứa giai đoạn này nữa là ok. Rồi. Có Raichu chưa? Ờ, có Raichu luôn rồi nè. Bây giờ bắt đầu lắp thêm con rùa làm chậm nha anh em. Thêm một con rùa level 3 nha. Tiến hóa chưa ta? À, chưa tiến hóa nữa hả? Vậy là phải thêm nữa các bạn ơi. Nhưng mà con rùa đắt quá. Nó tới 70 lần. Chắc bây giờ mình nghĩ là mình sẽ nên build qua hệ cỏ thôi. Build qua hệ cỏ thôi anh em ơi. Hệ cỏ tốc độ đánh cái kiểu khá là ổn. Ok. Cố lên anh em ơi. Đúng rồi, anh em hay quá, chuẩn quá anh em à. Được 400 mấy đồng các bạn ơi. Hơi khó đặt nha, mình bây giờ đặt đầy quá rồi, thành ra cũng hơi khó một tí. Bắt đầu build mấy đứa hơi cỏ vô rồi đó, hợp lý rồi đó. Giai đoạn đầu đầu này là ráng build nè, để kéo đam nó ổn nè, rồi về sau đánh sẽ dễ hơn. Chứ khúc đầu mà không xây ở đây là hơi khó đấy. Đánh trận này mình nghĩ là lên level hơi cao nha mọi người, quá là ngon luôn á.
Ui, zombie đông quá. Không biết trận này đánh lại không đây. Trận này khô máu luôn rồi. Khô máu em ơi. Let's go, let's go. Cố lên, cố lên. Tốc độ cái kiểu lên khô máu nào. Ok. Hay quá. Mấy con hải cỏ như full này hả ta. Hải cỏ thì cái tầm đánh nó xa lắm nha mọi người. Đây rồi, ráng lên mấy cái con Baylit này nè. Baylit là cái con bốn chân màu xanh dương nè mọi người. Con nó hơi cỏ đó, có độc cái kiểu đồ cũng khá là chiến. Ok, ê tính ra màn này cũng dễ mà đúng không? Là nãy là mình sợ. Không, mới tới màn 14 thôi, chưa 30 chưa phải là Tết nha mọi người, đừng đùa. Không đùa trước được đâu. Chưa biết sắp tới sẽ có gì đâu. Đây đây đây, bắt đầu nó đi xa hơn rồi đấy, bự quái. Gời lắm, gời lắm. Khúc này hình như toàn cấp 3 hết trơn rồi. Rồi tiến hóa cấp cuối rồi nên là cũng chưa sợ. Ở đây thêm con cá sấu nữa nè, khủng long nước là ngon rồi. Làm chậm giai đoạn này cũng ok chứ, 600 mấy đồng luôn. Giai đoạn đầu là làm chậm nè, khúc về này là khúc cây đam nè. Ồ, bỏ ra rồi. Biêu nhanh trước khi quá muộn. Chơi mỗi hệ lá ở đây đi, hệ lá ở giữa này ngon lắm anh em ơi. Mấy con hệ lá cho đứng giữa nha, tại tầm bắn nó xa đó, nó bắn được hai bên luôn. Rồi, ok, con boss thứ ba, thứ năm gì rồi đó. Để coi nha, đội quân mình kéo được không? Rồi, thấy thua rồi đó anh em ơi. Cái này phải dùng skill thôi. Đâu thử dùng skill thứ ơi. Skill lửa này mình chả biết là có gì hay không nữa. Ồ, mình đánh được boss không ta? À, mình thấy dùng skill. À, ngon. Ủa? Sao tự nhiên bị đứng hết trơn vậy? Ôi, ảo thực sự. Không sao, không sao. Mình còn skill mà, skill có 10 rồi bạn, rẻ vậy. Ừ, được á, hợp lý á. Thực ra cũng không cần phải build quá nhiều đâu. Tới boss chúng ta dùng skill cho nhanh. Ngon 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 ngon. Mình tới 4.000 mấy lần các bạn, 4.000 mấy GQB lận. Dùng thoải mái luôn anh em ơi. Let's go, let's go, let's go. Cố lên, cố lên, cố lên. 16 rồi, ngon quá. Ừ, đánh cái này chắc ra lên một level luôn á nha. Đánh mấy ván mà lâu á anh em thì nó sẽ lên level nhanh đấy. Theo tôi nghĩ là vậy. Đâu để coi, cái con điện này mở mà làm bao nhiêu vậy? 2.000 won à, đắt thế. Con điện nó mạnh lắm á. Con điện là ba con Raichu kết hợp lại bao mạnh luôn, bao làm chậm luôn em à. Hôm nào tôi sẽ test cái con đó sao đi, tại vì bây giờ đang thiếu tiền anh em. Giờ có GQB mà cũng không có mua được cái gì nữa. Đạo phộng được chứ. Gì đây, con này bao nhiêu? 1.500 lần hả? Á thằng mạnh, á thằng đắt thế. Quá đắt, quá đắt, quá đắt các bạn ơi. 1.500 lần, mua một cái hết tiền luôn á. Mua một cái là bay 50% số tiền của mình hiện có luôn á. Giờ còn có 3.000 mấy à, mua phát là còn 1.000 mấy á, 1.900 thì phải. Cố lên, cố lên. Đây rồi, Naima, thêm một con Naima nữa, đúng rồi. Càng nhiều Naima càng tốt. Trời ơi, tốc độ đánh này nó dồn quá là dồn các bạn ơi. Quá đỉnh này. Chiến thần thực sự luôn á. Đúng là toàn chiến thần thôi. Charizard nữa kìa. Nhưng mà Charizard đánh được quái thôi chứ đánh mấy con boss hơi căng nha. Tiến hóa rồi đó, ok. Ừ, lại có tiền nữa rồi, tiền... Nói chung là đánh mấy vòng này cũng nhanh. Sắp tới màn 25 rồi. Ui, easy game luôn. Lát tới con boss cuối mình dùng mấy cái skill của mình anh em đánh cho nhanh tí. Cho đã tốn thời gian. Thật ra mấy con này dùng cũng được. Nhưng mà thôi, lính mấy con lính này dùng làm gì cho nó tốn tiền. Ôi, đánh nãy này thì qua thì mình nghĩ là iBoss thì quá là easy rồi. Qua là đơn giản luôn, không cần gì phải bàn cãi luôn. Không cần gì phải bàn cãi luôn. Ui, easy quá anh em ơi. Game là dễ. Hay mọi người thì mình có nên livestream cái game này để mà chơi cùng mọi người không thì bình luận bên dưới nha. Rồi có giảm giá gì không ta, để coi thử coi. Cho nó đánh đi, mình qua đây mình coi thử. Còn nhiều con mình chưa mở lắm, nhưng mà vấn đề là hết tiền nè. Và nó cho mình mua bon là hay biết mấy nha. Mấy cái này đắt quá anh em à, không mua được. Ôi, con củ vĩ anh em ơi. Kết hợp từ ba con cáo hả? À, kết hợp từ ba con này nè. Muốn ba con này thì mình phải có con này mới được. Thấy không? Sự tiến hóa nói chung là rất là tốn kém nha. Tiến hóa trong đây tốn nhiều GQB lắm. GQB nạp tới giai đoạn đó rồi thì chắc hả mười mấy củ anh em ơi. Mình nghĩ là chắc chưa ai sở hữu những cái con huyền thoại đó luôn. À đúng rồi, hồi nãy mình mua những cái con mới sao mình chưa test nha. Hai con rồng lửa và một con Pikachu đúng không? À để mình test mấy con mới cho anh em xem nha. Rồi chưa test con mèo cho anh em xem nữa. Quên mất luôn rồi. Thôi lỡ rồi, để tập sau test luôn nha. Toan thiệt chứ. Quên test con mèo anh em à. Ui, biểu lại ra Skyther nữa kìa. Này phải test từ đầu á, bây giờ không test được nữa rồi. Bây giờ mình test là hư đội hình á. Đội hình mình nó ra tàu lao bắt xế đó là toang luôn đó. Thôi đừng test nữa. Khúc này đang chuẩn bị win rồi, test nữa là tới công chuyện nha. Ok,
kẹp ông đây, kẹp ông đây. Ui mấy ông cho tôi tiền quá, quá trời luôn. Lên 1.000 mấy là đồng luôn hả các bạn? 1.000 mấy rồi, còn vài trăm rồi. Ok, boss ra rồi, boss ra rồi. Đâu để coi boss mạnh không. Nếu mà boss đi tới đây mình mới dùng skill, dùng chiếc sớm. Ở đây có mấy con làm chậm nữa mà lo gì. Chỗ nào là con thiếu mình sẽ đắp vào nè. Điền vào chỗ trống các bạn à. Đấy. Điền vào chỗ trống. Ô oh. Để coi nha, kéo được không đây? Sao tôi thấy không có hy vọng vậy ta? Hơi đáng sợ nha. Hơi sợ đấy anh em ơi. Ghê vậy. Ơi, thực ra mình nghĩ ăn được á. Để coi không dùng skill ăn được không. Còn ải 20 rồi. Quá là nhanh gọn lẹ luôn. Ăn được, ăn được. Bay lít nhiều quá. Bay lít tầm đánh cao mà tốc độ cao nữa thì quá là ngon rồi. Tầm đánh xa chứ nhầm. Ôi, easy game các bạn ơi. Đấy, đội hình này là hợp lý nè. Ê, còn một con nha. Đừng khinh thường nha. Một con, còn một con. Rồi, ghê vậy. Con này cháu ấy. Rồi, khúc này hết tiền rồi. Để coi hạ được không. Mình nghĩ là hạ. Ờ, chắc không được rồi. Không được thì mình dùng skill sao. Thử dùng skill thôi. Đốt lửa nè. Skill đốt nè. À quên nữa, nó còn đi qua đây nữa mà. Trời ơi, mình dùng sớm quá. Ôi, chết rồi, đội hình vậy là toan rồi em ơi. Chết rồi, con boss đó mà nó đi vô được tới trong đó là cũng ghê lắm á. Dùng skill có 10 rồi, cô bé rẻ vậy. Nhưng mà Pokemon bán thì đúng đắt luôn á. Pokemon đắt quá em ơi, không đủ tiền mua rồi. Tầm đánh xa nè, kết hợp nè. Sự kết hợp hoàn hảo cho full luôn. Pikachu nhiêu đủ rồi. Thực ra Pikachu càng nhiều càng dễ win thôi. Chúng ta đắp thêm mấy con Bay Lit. Bay Lit là những cái con này nè. Các bạn thấy không? Nè. Gọi là Sunflower nha mọi người. Gọi là hoa mặt trời đi, hoa hướng dương đi cho dễ nhớ. Bay Lit chắc các bạn cũng không biết là con gì đâu. Tiếng hóa thì Chikorita thì phải. Trong Pokemon á. Ủa mấy con lính này thì lo gì đâu. Giờ mình ngồi mình lắp vào chỗ trống một cái cho nó an toàn. Skyther này thấy yếu quá ta. Skyther có công dụng gì không? Coi thử coi. Ờ không coi được à. Tăng 30% sức tấn công. Trời ơi, chẳng có làm được gì luôn á. Tăng mỗi đam thôi. Mấy con này còn độc. Còn tầm đánh xa, tốc độ đánh này nọ chứ. Skyther chả làm gì đâu nè mà. Ui mấy bạn không build mà mấy bạn lại cho mình tiền vậy. Trời ơi. Sao mình build hết được đây. Rồi luôn rồi, mấy ông toàn cho tôi tiền thôi. Thế thì tôi phải gánh trách nhiệm này rồi. Tôi phải gánh trách nhiệm thôi. Trời ơi, 1.000 mấy tiền các bạn ơi. Build khùng luôn rồi. Build qua đây để đánh boss thôi. Chứ mấy con lính thì nó đâu qua được cái ải mông quang kia của mình. Ok nha, build hết mấy con tốc độ đánh luôn. Anh em đã tin tưởng tôi rồi thì tôi sẽ khôn máu luôn. Đấy, nó phải là như thế. Cố lên, mình nghĩ là mình có thể làm được các bạn à. Uầy, lính nó không qua được cái ải kia đâu. Rồi, màn 23 rồi anh em. Trời, mấy ông này lười build vậy. Build đi chứ, cái màn này không có dễ đâu. 23 rồi đó, sắp boss rồi đó. Ok, màn cuối anh em ơi. Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi anh em ơi. Boss ra rồi, boss is coming rồi. Giờ muốn hạ boss nhanh đúng không? Mình không đợi, mình không cho nó chạy qua đây luôn anh em ơi. Thiêu đốt luôn, thiêu đốt luôn. Ôi ơi, thanh niên, mấy thanh niên chừa tiền đưa mình không à. Mình gánh tim à. Thiêu đốt luôn, ghét. Đấy, thiêu đốt. Được rồi nha. Thiêu đốt đúng đúng mạnh luôn anh em à. Đấy, đúng là sức mạnh của đô la thằng trưởng được chứ. Thiêu đốt phát nữa nè. Ôi. Thôi, không cần phải build Pokemon nữa đâu. Ôi, đứng yên luôn kìa. Trời ơi, game là giả. Ok nha. À, mấy thằng này đóng băng thử coi. Thật ra mình không dùng cũng win nữa anh em à. Nhưng mà thôi, mình dùng cho test cho anh em xem luôn. Chả có bao nhiêu đâu. Win nha. Win nha, win nha. Nó rẻ hơn bên cái skill này, nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà Pokemon này quá đắt. Rồi. Yes. Một mình gánh team nữa rồi. Đâu để coi, hạ được 366 con nha anh em. Quá là căng thẳng luôn. Cuộc chiến này đúng là không khoan nhượng thiệt mà. Ra coi thôi, lên level mấy nha. Ui, cày gì mình lên được có nửa cây bạn ơi, căng thực sự. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Đừng quên để lại cho mình một like nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.